Em chào các bác nhé, lại em Lâm này, lại tiếp tục lên một con hút ẩm tiếp cho các bác. Đây là trước mắt bao đây là một con Mitsu. Con này thì là mít mỏng, dòng 10 lít, hút một ngày. Thì em quay qua ở nhà em trước. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm, Giang Ban Sốt. Địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0377996066. Số dưới là 0975360453. Giấy số giả là tài khoản ngân hàng nhà em. Đấy. Thì trước mắt qua đây là một con mít dẹt. Con này thì em làm rất nhiều video rồi. Từ nhà chức năng dùng này, như độ phê này, độ êm này, độ hút khỏe này. Thì chắc nhiều bác mua con mít này rồi. Và cũng nhiều bác quảng cáo mít này rồi. Thì thôi em không bàn nữa nhá. Đấy, em chỉ khẳng định các bác này. Đồ zin này, đồ đạc zin này, mạch mung zin này, ga nốc zin này. Đấy, không đụng chạm, không rửa chữa. Ngoài sơn lại để cho độ bóng nó đẹp. Mấy hai là máy nó thẳng là máy nó cũ rồi. Đấy, nó cũng vàng. Nên là bọn em sơn lại cho nó đẹp. Đấy, còn chất sơn, nước sơn này thì em bảo hành cho bác 10 năm. Nếu số màu em tặng cái máy luôn. Đấy, bởi vì em sơn một sơn ô tô. Đấy, đồ đặc zin đét hết. Con này má nó đây. MG100VX. Đấy, má rồi, con này có ion. Đấy, hiện tại thì em có 3 chiếc như này. Đấy, có cả một chiếc màu đồng nữa. Đấy. Máy thì không có vỡ dập nứt bẻ gì. Có những chỗ nó bị mẻ một chút đây. Đây là do em đóng cái nhựa vài nó rất là nhỏ một chút thôi. Đấy, còn đâu có một vết thôi, không có cái gì đâu. Đấy, em nó quay luôn cái vết lướt rồi. Còn đâu tổng thể máy thì chống hết luôn. Cực đẹp luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Con này thì chạy siêu êm rồi. Dòng mít mỏng này thì chạy siêu êm. Đấy, có hai màu, màu tím này và màu đồng. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Giá trước này thì cũng vẫn như mọi lần thôi. Đấy, 3 triệu kèm em tặng cho các bác cái chống cắm nhầm điện. Đấy, là 3 triệu. Phí ship bác tự lo. Những chiếc nào mà nó nặng thì em mới bao phí ship, của những chiếc nào nó mỏng này thì tiền tiền ship nó rẻ lắm. Nó chỉ trên 100 ngàn thôi thì các bác tự thanh toán. Đấy, em bán máy là 3 triệu tặng cái chống cắm nhầm điện. Đấy. Bao nào thiện chí cứ alo cho em. Đấy. Em xin phép em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở video kế tiếp.